Chào mừng các bạn đã trở lại với livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình cấy chỉ trẻ hóa với bác sĩ Hàn Quốc rồi, kèm với rất là nhiều ưu đãi lên tới 60%, cấy chỉ từ 15 triệu cho một vùng nha các bác nhé. Các ngày qua thì các chị em có thể theo dõi trên livestream và các cái bài post của Thẩm mỹ quốc tế Bali thì có thể thấy là mấy hôm nay thì bác sĩ chuyên gia Hàn Quốc Kim Huynh Won thường xuyên có mặt tại Thẩm mỹ quốc tế Bali để thăm khám, tư vấn và trực tiếp theo dõi những cái ca mà cấy chỉ của các chị em. Đặc biệt trong những ngày này thì ở Bali đang có chương trình bốc thăm may mắn một suất cấy chỉ toàn mặt chỉ 25 triệu cho tất cả các khách hàng nha các chị nhá, chỉ một suất duy nhất thôi và suất này vẫn chưa có chủ đâu ạ. Nên là hôm nay mong ngày cuối cùng là các chị em hãy nhanh tay đến Bali để tham gia bốc thăm may mắn nhé. Biết đâu mình lại là người may mắn được một suất cấy chỉ trị giá 25 triệu đồng ạ. Ngoài cái dịch vụ cấy chỉ da thì tất cả các dịch vụ khác cũng đang được giảm rất là sâu các chị em nhé. Ví dụ như là trẻ hóa da thơm mát FLX thì được giảm đến 60% kèm với quà tặng 10 triệu. Trẻ hóa da bằng thơm mát CPT thì được tặng thêm một liệu trình căng bóng mờ nám Dr. Placenta. Rồi là nâng cơ Untherapy cũng được giảm đến 50% và tặng thêm liệu trình thu nhỏ lỗ chân lông Spectra. Có rất là nhiều những cái khuyến mãi nữa. Ví dụ khách hàng tỉnh nhé, các chị ở xa về thì Bali sẽ hỗ trợ các chị 100% chi phí đi lại. Với các chị mà đi theo nhóm này, bạn bè rủ nhau đi cùng này thì từ 2 người trở lên Bali sẽ giảm trực tiếp thêm 5% và giảm trực tiếp 2 triệu cho tất cả các khách hàng lịch trước các chị nhé. Số điện thoại hotline của Bali là 0386463463. Các chị em hãy nhanh tay gọi điện để đặt lịch để được qua để thăm khám trực tiếp và làm với bác sĩ Hàn Quốc cũng như được hưởng những cái ưu đãi và có cơ hội bốc thăm may mắn nhé. Địa chỉ cùng chúng tôi là 463 Kim Mã. Các chị em nhớ nhé, chỉ hôm nay thôi là ngày cuối cùng của chuyên gia Hàn Quốc tại Bali rồi. Hãy nhanh chóng tới Bali và đặt lịch ngay các chị nhé. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali.